kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 5, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thống nhất một số biện pháp mới cần điều chỉnh bổ sung để phòng chống dịch COVID-19. Thần tốc truy vết F1, F2 bất kể ngày đêm, khẩn trương lấy mẫu những trường hợp có nguy cơ. Đó là những việc làm thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng với mục tiêu ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan. Chúng rất là nhớ gia đình, nhưng tuy nhiên thì vì cái công việc thì cả nước chúng ta đều đang gồng mình lên. Vì vậy chúng tôi cũng sẵn sàng. Các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 9 và lớp 12 quay trở lại trường học tập trung, đặt ra mục tiêu vừa đảm bảo chất lượng dạy học, ôn luyện cho các kỳ thi, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và báo cáo phương án tuyến và quy mô tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến khu du lịch Cồn Vành. Theo quyết định số 202 ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được điều chỉnh quy mô từ đường cấp 3 đồng bằng lên thành đường cấp 2 đồng bằng. Trong khi đó, tuyến đường này có 9 km trùng dự án tuyến cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tuyến đường bộ ven biển sẽ có 9 km quy mô cao tốc 6 làn xe và hơn 34 km quy mô đường cấp 2 đồng bằng quy mô 8 làn xe. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển. Đồng chí khẳng định đây là yêu cầu cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí giao Sở Giao thông Vận tải làm rõ căn cứ, lý do, nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết này để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Giao thông Vận tải. Về dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến khu du lịch Cồn Vành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất làm quy hoạch đường cao tốc 100 km/h, phân kỳ giai đoạn 1 sẽ làm quy mô đường cấp 2 đồng bằng. Đồng chí giao Sở Giao thông Vận tải là đơn vị tư vấn tính toán kinh phí xây dựng, phương án đấu nối phù hợp với thực tiễn, đồng thời để tuyến đường thực sự tạo động lực phát triển cho khu vực, sau đó hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ngành huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, thống nhất một số biện pháp mới cần điều chỉnh, bổ sung để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, từ 5 giờ sáng ngày mai 26 tháng 5, cho phép các cơ sở ăn uống, giải khát hoạt động trở lại và được phép phục vụ tại chỗ, song phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Tính từ ngày 6 tháng 5 năm 2021 đến nay, tỉnh Thái Bình có 19 ca bệnh COVID-19, tất cả đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, có 2 trường hợp F0 về huyện Hưng Hà và thành phố Thái Bình đã triển khai truy vết, điều tra xử lý nhanh tại thực địa, xác định các trường hợp tiếp xúc F1, F2 và liên quan, tổ chức cách ly ngay theo quy định. Như vậy, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, tổng số F1, F2 là gần 5.200 trường hợp, trong đó còn theo dõi hơn 3.900 trường hợp, gồm 342 F1 và gần 3.600 F2. Toàn bộ đã xét nghiệm ít nhất một lần âm tính với SARS-CoV-2. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh, nguy cơ bùng phát dịch tại Thái Bình vẫn còn cao, nhất là nguy cơ từ bên ngoài xuất phát từ công dân Thái Bình từ vùng có dịch trở về. Bên cạnh đó là nguy cơ nếu việc quản lý những ca bệnh COVID-19 đang điều trị, quản lý tại khu cách ly không tốt, nguy cơ từ người nhập cảnh vào Thái Bình. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch mà Trung ương và tỉnh đã hướng dẫn và ban hành, trong đó có công điện 06 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểm soát chặt chẽ người dân đi từ vùng có dịch về Thái Bình. Các cấp các ngành là chúng ta phải kiểm soát được cái di biến động của người dân ở những cái vùng đó về tỉnh Thái Bình. Nếu chúng ta không kiểm soát được thì rõ ràng là chúng ta sẽ không có biện pháp được. Thì cái trách nhiệm này thì giao cho Chủ tịch Ủy ban các huyện, thành phố là các đồng chí phải chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban xã, phường, thị trấn rồi nêu cao vai trò trách nhiệm của các tổ tự quản để với mục tiêu làm sao tất cả những người dân từ vùng có dịch mà về Thái Bình bằng cái hình thức gì, bằng lý do gì thì chúng ta phải biết được
và phải quản lý được. Thông tin phải biết được, phải quản lý được đã. Chúng ta chỉ có làm tốt cái việc này thì chúng ta mới hạn chế ngăn chặn được cái nguy cơ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đối với người dân từ vùng đã bị cách ly phong tỏa theo chỉ thị 16 mà về Thái Bình thì phải thực hiện cách ly tập trung. Đối với công dân từ vùng có dịch mà chưa bị cách ly phong tỏa về Thái Bình, giao ngành y tế đánh giá nguy cơ, có hướng dẫn, phân loại và có biện pháp phù hợp. Phải siết chặt hơn nữa các quy trình quy định ở khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly hoặc phát tán dịch bệnh từ khu cách ly ra ngoài cộng đồng. Giao ngành công an kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Thái Bình, phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải chủ động phương án, sẵn sàng thực hiện ngay khi có cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhiễm SARS-CoV-2. Trong thời điểm này, hạn chế bố trí lịch làm việc trực tiếp với các đối tác từ các địa phương khác, khuyến khích làm việc trực tuyến, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất kể từ 5 giờ sáng ngày 26 tháng 5, cho phép các cơ sở ăn uống, giải khát hoạt động trở lại và được phép phục vụ tại chỗ, song yêu cầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bố trí sắp xếp đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 1 mét giữa người với người và 2 mét giữa bàn với bàn. Và chúng ta khuyến khích là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát khi hoạt động trở lại thì chúng ta thực hiện cái việc là có vách ngăn để ngăn cách dịch vụ ăn uống khi hoạt động trở lại, thì tôi đề nghị là hạn chế cái việc sử dụng điều hòa, luôn để môi trường thông thoáng. Chủ nhà hàng thì phải công khai số điện thoại, công khai số lượng khách tối đa mà nhà hàng, khách sạn có thể phục vụ tại cùng một thời điểm, bảo đảm phục vụ không quá 1/2 số khách tối đa, ghi nhật ký của khách hàng. Và các khách hàng thì chúng ta phải cài đặt Bluezone, quét mã thẻ QR. Tất cả các cơ sở này thì chúng ta cho phép hoạt động là đến 21 giờ hàng ngày, nghiêm cấm cái việc là sử dụng vỉa hè. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho phép các cơ sở cắt tóc, gội đầu được hoạt động trở lại, song phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và ghi chép nhật ký khách hàng đến cơ sở của mình. Đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác, phải thực hiện nghiêm theo công điện 06 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cơ sở không chấp hành theo quy định. Sau đây là thông báo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tại cuộc họp chiều nay, ngày 25 tháng 5, triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, có kết luận chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh và đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu một số nhiệm vụ chính như sau. Đối với công dân từ tỉnh ngoài đến tỉnh Thái Bình, người Thái Bình từ tỉnh ngoài trở về tỉnh đều phải khai báo y tế. Đối với người về từ các vùng đang bị cách ly phong tỏa, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phải thực hiện cách ly tập trung. Đối với người trở về từ các vùng có dịch, phải thực hiện cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm để có các biện pháp xử lý kịp thời. Các tổ tự quản phối hợp với lực lượng công an đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lập danh sách người từ tỉnh ngoài trở về địa phương để hướng dẫn khai báo y tế, giám sát, quản lý và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực, quản lý tốt các cơ sở cách ly, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và những người liên quan. Cho phép hoạt động trở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ, hoạt động thể dục thể thao từ 5 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2021, cụ thể như sau. Các dịch vụ ăn uống giải khát được phép phục vụ tại chỗ và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bố trí sắp xếp đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người, 2 mét giữa bàn với bàn, khuyến khích sử dụng vách ngăn, hạn chế dùng điều hòa, luôn để môi trường thông thoáng. Các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải công khai số lượng khách tối đa mà cơ sở kinh doanh có thể phục vụ và bảo đảm không phục vụ quá 1/2 số khách tối đa, phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, thực hiện ghi nhật ký của khách hàng, yêu cầu khách hàng phải cài đặt Bluezone, quét mã QR code, nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Cho phép các cơ sở cắt tóc, gội đầu được hoạt động trở lại, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thực hiện việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và ghi nhật ký khách hàng.
các hoạt động thể dục thể thao được hoạt động trở lại nhưng không được tổ chức thi đấu giải dưới mọi hình thức và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, chính quyền các cấp, tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sau đây là thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19. Một thông tin về tình hình dịch COVID-19 đáng chú ý trong ngày hôm nay, đó là số ca mắc mới COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang tăng thêm hơn 300 trường hợp. Số lượng các ca dương tính này được phát hiện nhờ tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong 3 ngày qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang và các lực lượng y tế đã triển khai tại tất cả các khu công nghiệp, các nhà máy và khu lưu trú của công nhân trên địa bàn tỉnh này. Tất cả các công nhân dương tính này đều đang lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và đang được kiểm soát. Tại tỉnh Thái Bình, hôm nay không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Trong ngày có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sau hơn một tháng cách ly điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Về công tác xét nghiệm, đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình là 34.667 mẫu. Riêng trong ngày hôm nay, các đơn vị đã thực hiện được 944 mẫu. Tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cả nước hiện có khoảng 70.000 nhà máy và trên 300 khu công nghiệp tập trung đang hoạt động. Điều đáng lo ngại là dịch COVID-19 đã lây lan trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh, nơi tập trung hàng trăm ngàn công nhân, nguy cơ dịch bùng phát ở các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp rất lớn. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đảm bảo an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp. Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19, kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và những người liên quan, người cung cấp, vận chuyển vật tư hàng hóa xuất ăn, xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo không trung thực. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với số lượng lớn các ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều cá nhân tổ chức vẫn thờ ơ, tổ chức các hoạt động vi phạm quy định phòng chống dịch. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng cả nước đã liên tục xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm. Tại Hà Nội, sáng 24 tháng 5, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã chỉ đạo các lực lượng của phường Nhật Tân kiểm tra lập biên bản xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng đối với chủ kinh doanh tại bãi đá sông Hồng vì lý do cho khách tụ tập đông người, vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với một cơ sở kinh doanh internet. Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Duy Tùng, bệnh nhân 3051, người từng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam rồi làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Đến nay đã có 4 ca nhiễm COVID-19 khác liên quan đến bệnh nhân 3051. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc dịch bệnh COVID-19 liên tục có những diễn biến phức tạp, các y bác sĩ làm việc không có ngày nghỉ, bất kể ngày đêm, với quyết tâm lớn nhất là chiến thắng đại dịch, mang lại cuộc sống bình yên trở lại với mọi người. Đã một tháng nay, những cán bộ y tế khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình không có cả thời gian để trở về với gia đình. Khoa chỉ có 8 cán bộ trực tiếp tham gia các công đoạn phân tích mẫu bệnh phẩm, tất cả đều còn rất trẻ. Trong khi đó mỗi ngày, hàng trăm mẫu xét nghiệm gửi vào đây, ngày cao điểm lên tới gần 1.000 mẫu. Thời gian đầu, khi liên tiếp ghi nhận các ca bệnh ở cộng đồng, với khối lượng công việc nhiều, lại thực hiện xét nghiệm theo công thức 4-6, tức là sau khi phát hiện F0, tổ chức lấy mẫu trong 4 tiếng, trả kết quả trong vòng 6 tiếng. Thì mỗi ngày, họ chỉ có từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ chợp mắt. Vì công việc nó quá nhiều, nên cũng không thể về nhà được, nên là cũng rất là nhớ gia đình. Nhưng tuy nhiên thì vì cái công việc thì cả nước chúng ta đều đang gồng mình lên. Vì vậy chúng tôi cũng sẵn sàng, cũng hòa chung cho cái nhịp độ, tiến độ và cũng cái sức chiến đấu của cả dân tộc để chúng ta sẽ thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn để đẩy lùi COVID. Không chỉ có các cán bộ xét nghiệm, toàn ngành y tế Thái Bình cũng phải thần tốc truy vết F1, F2 bất kể ngày đêm, khẩn trương lấy mẫu những trường hợp có nguy cơ. Tất cả các tuyến y tế từ tỉnh đến cơ sở đều làm việc với công suất tối đa. Chúng tôi tin rằng là với cái sự nỗ lực của chúng tôi và ngành y tế
thì là chúng tôi sẽ sớm được dập tắt được cái dịch cái bệnh này để cuộc sống được trở lại bình thường. Những chiếc áo trắng ướt đẫm mồ hôi, suy kiệt sau ngày dài làm việc, sự khốc liệt của cuộc chiến chống lại COVID-19 không làm họ khuất phục. Điều mà những chiến sĩ áo trắng mong mỏi nhất là sự vào cuộc của người dân để những nỗ lực mà họ đã bỏ ra không trở thành vô nghĩa. Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 đã thu hút sự quan tâm tìm hiểu và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững các nội dung trong nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. Mặc dù công việc chuyên môn bận mải, song mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động của Cục Thống kê tỉnh Thái Bình đã tích cực tham gia cuộc thi. Có người đã vào thi hàng chục lượt để có thể thấm nhuần được nghị quyết một cách sâu sắc, cũng như quyết tâm phấn đấu đoạt giải cao. Tôi đã tham gia cuộc thi với nhiều lượt thi để nắm bắt được cái nghị quyết một cách sâu sắc. Tham gia cuộc thi giúp tôi nghiên cứu kỹ hơn nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Qua đó thì nắm chắc được các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Từ đó thì cũng áp dụng vào trong công việc chuyên môn. Đây là một hình thức thi rất mới. Ai cũng có thể tham dự thi rất là đơn giản. Chỉ cần dùng điện thoại hoặc máy tính là có thể tìm hiểu và dự thi. Không cần đến tập trung ở nơi đông người. Rất phù hợp với lại quan điểm phòng chống dịch bệnh hiện nay. Còn ở huyện Vũ Thư, tham dự cuộc thi, mỗi cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh huyện đã tích cực tìm hiểu kỹ bộ tài liệu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 cũng như tài liệu trên sách báo và mạng Internet. Thông qua các cuộc thi trắc nghiệm trên Internet lần này làm cho cán bộ hội viên cũng như các hội cơ sở nhận thức sâu sắc hơn về thành tựu nổi bật quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua và những cái giải pháp đột phá trong phát triển nhất là khu vực kinh tế trọng điểm Thái Bình. Các đồng chí tham dự cuộc thi mà đạt 20 điểm trên một đợt ấy là tương đối cao. Chúng tôi chiếm khoảng từ 90 đến 95%. Qua cuộc thi này thì đã tạo thành một cái làn sóng rất là sôi nổi trong tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân hưởng ứng cuộc thi. Và cũng mong muốn là các cái cuộc thi sau của tỉnh thì có thể phát động cuộc thi như thế này để cho tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân có điều kiện được tìm hiểu sâu hơn các cái nghị quyết của đảng và của tỉnh. Thi tìm hiểu nghị quyết trên Internet là một trong những nét mới về tuyên truyền nghị quyết mà Thái Bình đang thực hiện. Việc tìm hiểu nghị quyết thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững các nội dung trong nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm cao tổ chức thực hiện. Thưa quý vị, nhiều giống lúa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed lâu nay luôn được nông dân không chỉ trong tỉnh Thái Bình mà cả nước tin dùng bởi năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Và đặc biệt thì ở vụ xuân này, niềm vui của người nông dân còn được nhân đôi do sử dụng những giống lúa có gen kháng đạo ôn và kháng bạc lá. Trong những năm gần đây, bệnh đạo ôn và bạc lá có xu hướng xuất hiện và gây hại nhiều hơn trên một số giống thuần chất lượng cao. Chính vì thế, Thái Bình Seed đã khảo nghiệm đánh giá lựa chọn được những giống lúa kháng được các bệnh này. Cho năng suất chất lượng gạo tốt như giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn với những đặc tính nổi bật như đẻ nhánh khỏe, tái sinh mạnh, năng suất cao, gạo ngon, năng suất đạt từ 65 đến 70 tạ một hecta, hay như giống lúa TBR225 và Bắc Thơm số 7 có gen kháng bạc lá có khả năng đẻ nhánh tốt, đẻ nhánh tập trung, số rảnh hữu hiệu, tỷ lệ rảnh hữu hiệu cao, chỗ bông tập trung, năng suất cũng đạt từ 65 đến 70 tạ một hecta. Sự ra đời của các giống lúa này đã tạo lợi ích kép cho bà con nông dân khi vừa tiết kiệm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa cho năng suất cao hơn. Tính đến nay, Thái Bình Seed có 14 giống cây trồng có bản quyền. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa, học sinh lớp 9 sẽ tham dự kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và hơn 1 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức. Vì vậy, việc đi học trở lại ở các trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô và các em học sinh. Mục tiêu mà các cơ sở giáo dục đặt ra trong lúc này là vừa đảm bảo chất lượng ôn luyện cho các kỳ thi, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Những câu thơ, bài văn lại vang lên trong mỗi lớp học. Trong lớp học, 100% học sinh đeo khẩu trang, ngồi giãn cách ra hai đầu bàn. Sĩ số mỗi lớp được bố trí cũng không quá 35 học sinh. Khi mà bước chân vào trường thì chúng em đã được đo thân nhiệt và phải kiểm tra là đeo khẩu trang,
Khi bước vào lớp, chúng em phải rửa tay bằng nước sát khuẩn, ngồi cách nhau hai đầu bàn. Được đi học trực tiếp trên trường, em sẽ có khả năng tương tác tốt hơn với các thầy cô giáo. Cả cô và trò thì đều cảm thấy rất là vui mừng, nhất là đối với các em khối 12, một cái giai đoạn vô cùng là gấp rút trong cái việc mà đón chờ cái kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, thì đó là một cái sự gắn kết và sự đồng hành của cô trò chắc chắn là nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều trong cái thời gian mà cô trò không được đến trường. Để thực hiện mục tiêu kép, các cơ sở giáo dục sắp xếp để học sinh chỉ học trực tiếp trên trường trong buổi sáng. Điều đó cũng nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa giúp chống nóng cho học sinh trong mùa hè. Thời gian còn lại, thầy và trò sẽ linh hoạt ôn luyện theo các hình thức học trực tuyến hay học qua truyền hình. Buổi sáng chúng tôi ôn tập cho các em tại trường với cái kế hoạch là giãn cách. Buổi chiều thì chúng tôi ở nhà ôn trực tuyến cho học sinh và giao sản phẩm về nhà cho học sinh để học sinh có thể tự ôn ở nhà. Và đến buổi sáng ngày hôm sau thì chúng tôi lại ôn tập và chữa đề cho học sinh. Trau dồi vốn kiến thức vững vàng, thực hiện phòng chống dịch an toàn là điều quan trọng nhất trong lúc này, để thầy cô và các em học sinh chuẩn bị thật tốt các điều kiện để bước vào những kỳ thi quan trọng sắp tới. Trong những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thái Bình được đẩy mạnh với nhiều cách làm hay sáng tạo, đặc biệt ứng dụng hiệu quả các biện pháp khoa học kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm. Thị trấn Hưng Nhân có trên 16.000 nhân khẩu, có quốc lộ 39A chạy qua. Thời gian qua tiềm ẩn một số yếu tố liên quan đến an ninh trật tự, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản, đánh nhau, tai nạn giao thông. Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự, Công an thị trấn Hưng Nhân đã tham mưu với Ủy ban nhân dân thị trấn xây dựng mô hình camera an ninh. Mô hình được triển khai với việc lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến đường liên thôn liên xã, các ngã ba, ngã tư đường, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư, các điểm công cộng, khu vực giáp danh, các điểm vui chơi giải trí, trường học. Việc lắp đặt hệ thống camera an ninh góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo chương trình là thời lượng của mục Tiếp sức đến trường. Trong số này là hoàn cảnh éo le của một cậu bé ở thôn Trà Khê, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư. Mẹ mất, cậu bé 14 tuổi này sau giờ đến trường phải chăm sóc cho bố bị bệnh hiểm nghèo. Lúc này, cậu bé rất cần sự chia sẻ của các nhà hảo tâm để em vượt qua khó khăn, tiếp tục con đường đến trường.